ngựa sắt chuẩn bị vượt cầu vượt Tràng Xanh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đi bên trái để đi tiếp cầu vượt Hàng Xanh. Để số 3 lên cầu cho nó máu. 500m nữa đi thẳng vào Điện Biên. Bên kia là tòa nhà 81 tầng kìa. Đấy, đối ngọn kìa. 81 tầng đấy. Bên ta gọi là cái gì quên nó rồi. Nhưng mà đấy cái tòa đấy là tòa 81 tầng đấy. Đường sắt đã xuống cầu vượt Tràng Xanh.